xin kính chào cô chú anh chị ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Cô chú anh chị hôm nay Ấm Áp Miền Tây có mặt ở chợ Thoại Sơn. Hôm nay thì Ấm Áp Miền Tây xin mời bà con mình cùng ghé chợ Thoại Sơn tham quan và mua sắm. Chợ về cuối năm xem bà con mình buôn bán hàng hóa có đông không và bà con đi chợ có đông vui không nha. Dạ. Cô cũng đi chợ hả cô? Dạ. Dạ. Bán đồ dưới á. Dạ. Dạ dạ, con đi xuống con quay luôn. Chợ này rộng quá trời luôn nè. Ôi ôi, đồ Tết nè cả nhà ơi, đồ trang trí Tết. Không rộng mấn. Sao? Ê lắm. Vậy hả? Chứ tùy theo thời điểm hả chú ha. Dạ. Mấy điểm à. Nè, trời ơi, trang trí đồ Tết. Đồ Tết này cả nhà ơi, có cái đôi đèn này nè, có từ hồi năm ngoái lần nha. Cái loại đèn Trung Quốc này là có từ hồi năm ngoái, quay đẹp quá trời luôn ha. Năm nay vẫn vậy luôn, con thấy bà con cũng thích lắm, cũng mua chơi trưng trang trí nhà. Dạ, bền đó hả cô? Bền lắm, cái mấy quạt. Dạ, dạ. Dạ, để con quay từ từ, đẹp quá, con thấy mấy cái đồ trang trí Tết này là con mê dữ lắm. Quay cho bà con biết bà con mua về trang trí Tết. Cái đồ cúng để với chỗ bàn ông địa thần tài rồi đó cả nhà. Đây, khai trương hồng phán nè, mấy cái tấm liễn để mình khai trương rồi, cũng cầu chúc cho mã đáo thành công rồi, tấn tài tấn lộc, cũng như là khai trương hồng phán nè. Dạ đây vô trong tiền, luôn tiền vô như nước nữa nè. Đó cả nhà nhìn thấy không, ở chợ Thoại Sơn mình nha cả nhà ơi. Nếu mà mình năm nay mình không có 13 tháng không có nhuận á, thì là hiện tại bây giờ là chúng ta đã mùng 2 Tết rồi cả nhà. Dạ. Nhưng vì mình ăn Tết 13 tháng, cho nên là phải còn gần 1 tháng, còn hai mấy ngày nữa mình mới ăn Tết nguyên đán của Việt Nam mình. Dạ, chứ còn Tết Tây thì mình cũng ăn rồi, mình cũng xài lịch hôm nay rồi. Đúng rồi. Nè, tôi quay trong này nè. Dạ. Mấy cái liễn đẹp nè. Để này nè. Mấy cái này là để làm gì cô? Vàng vàng dưa hấu. À mình để cái trái dưa hấu lên đó ha. Dưa hấu. Ồ, bưởi hay gì đâu cũng được ha, để mình kê lên thay vì mình để trên cái dĩa ha. Dạ. Trời ơi đẹp quá cả nhà. Bước vô đầu chợ Thoại Sơn thì bà con mình thấy gian hàng bán đồ trang trí Tết nè, sửa soạn cho ngôi nhà xinh đẹp của mình để đón một mùa xuân mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc nè. Thì mình đến đây mình mua để về mình trang trí cho gia đình nhà mình nha, cho căn nhà xinh đẹp của mình nha. À, thôi con cũng xin phép cô, con đi vào trong chút xíu nữa ha. Bên này chưa. Dạ. Bên này. Dạ. Còn bên đây cũng hai bên cũng của mình hết hả cô? Dạ. Dạ. Còn đây thì là hoa mai. Hoa mai hoa đạo. Đó, thấy mùa xuân về tới thì nha cả nhà, không khí Tết về ở chợ Thoại Sơn mình rồi nha. Rất là đẹp luôn. Cái này mình về á, mình tìm cành cây khô có nhiều nhánh khô đẹp đó, về cái mình gắn mấy cái bông này lên. Đó, thì mình sẽ có một cây đào ở trong gia đình nhà mình đón Tết. Trời ơi, đẹp quá chừng luôn nè. Đó. Mình đó thì mình thấy đẹp, mình rất là vừa ý. Nhưng mà mình ghi hình cho bà con xem để đến lựa chọn mua ủng hộ thôi. Chứ còn mình thì cũng chưa có mua sắm gì. Dạ. Đẹp quá trời luôn cả nhà ha. Đó, bà con mình ghé ủng hộ nha. Ngay đầu chợ Thoại Sơn này luôn nha cả nhà. Bước vô là có gian hàng đồ điện nè. Bán đủ thứ hết trơn. Đây, qua đây nè, con rồng. Năm nay rồng hả cô ha, rồng, logo quay rồng mới được. Dạ đó, năm nay năm thìn nè, năm giáp thìn nè, thì phải có biểu tượng hình con rồng được cả nhà ha. Ôi trời, chúc mừng năm mới đẹp quá à. Chúc mừng năm mới. Dạ, chúc mừng năm mới. Ôi trời, bự quá chừng luôn ha cô. Như mấy cái này thì là có bao nhiêu một tấm lận cô? Trăm mấy nè. Dạ. Trăm bảy. Dạ. Cái này bằng nan. Dạ nan. Cho nó chân cái nan này cho người ta. Nè. Dạng sự như ý nè. Nè. Chúc mừng năm mới. À cái loại này hả cô? Trời đẹp ha. Quay cho người ta coi. Dạ. Có con cá nè. Nhiều hình quá, nhiều mẫu quá ha. Nhiều lắm. Đẹp quá trời luôn. Đây có cái chữ này là chữ gì? Phước.
cái này chú Phước này, con rồng nè, nó treo này một chỗ một nội. Cái đôi này là tới hơn 300 lần hả cô? Thì mình thấy đẹp và đầy đủ ý nghĩa để chào đón năm mới, mình cầu mong tài lộc và vạn sự bình an. Thì mình cũng đến ghi hình chia sẻ cho bà con, mình thấy rất nhiều mẫu mã để mình lựa chọn, mình trang trí căn nhà xinh đẹp của mình để đón một mùa xuân hạnh phúc hơn. Thì bà con mình có về chợ Thoại Sơn thì ghé vào gian hàng của cô nè. Đó. Dạ, gian hàng của cô Bảy ngay đầu chợ Thoại Sơn luôn nha cả nhà. Ngoài đường mình chạy vô thấy chữ logo của tên chợ Thoại Sơn thì là cửa hàng đều điện, đồ điện của cô và trang trí Tết là ngay đầu chợ luôn ha. Bà con mình có đi chợ ghé ủng hộ cô nha. Đẹp quá trời luôn, có những dây pháo giả nữa nè. Tượng trưng thôi mà dễ thương quá chừng luôn nè. Cứ mỗi một năm cứ ra một mẫu mới vậy hả cô ha? Đúng rồi. Dạ. Năm này khác năm kia khác. Dạ, năm này khác năm kia khác vậy. Bán giống nhau được. Dạ. Cô là như cái đôi đèn quay đó thì nó mắc không cô? Đó, cặp nó triệu đó. Dạ. Dạ. Ba cái này thì rẻ. Đó cái giấy thì con không nói, cái mấy cái còn có đèn nó quay á. Dạ. Cái đó bền lắm. Dạ. Mấy quạt mình để quay hoài. Dạ. Còn mấy cái tròn tròn mà một dây bốn cái đó cô. Dây đó cũng để treo liễn ở nhà đó. Thì con biết rồi mà cái đó thì nó mắc không cô? 300 mấy một cặp à. Một cặp là cũng 300 mấy cũng giống như mắc. Liễn này vậy đó nha. Mà nó không mắc đó, trời bền luôn. Dạ. Trong này nè. Trong đó là 7 đưa chân ra hết. Dạ. Tại vì gần nó còn chừng 2 tuần nữa cái mấy tem treo hết rồi hả cô ha? Quá sợ nó hư. Dạ. Sợ nó ba đầu vàng nó. Dạ. Cái này thì nó cũng đâu có phai màu hả cô ha? Cái nước xi của nó đẹp không? Xi đựng rửa nước là không có sao. Dạ. Trong này cho một góc nè, đưa ra. Dạ, để mai mốt và trưng bày ra. Thôi con cảm ơn cô nha. Để con cũng chia sẻ cho bà con mình biết vậy thôi, rồi con còn đi vào trong con quay chợ nữa. Quay cho dạ. Này đủ. Dạ. Dạ. Ở đây thì Kim thấy là mỹ phẩm với lại ba lô túi sách ha, đồ điện, còn thực phẩm chắc là khu ở phía sau. Thôi kệ mình đi hết con đường này đi xuống dưới coi xem thêm nha cả nhà ơi. Đẹp quá à. Trời ơi đúng là chợ ngày xuân ha cả nhà ha. Tuy là nói cuối năm nhưng cô không còn bao lâu nữa, còn hai mấy ngày nữa thì chúng ta cũng đón một mùa xuân mới năm Giáp Thìn rồi. Thì mùa xuân Tết thấy không khí Tết về chợ Thoại Sơn rất là nhiều rồi nha. Đó, thấy đầy đủ hết trơn, đủ thứ gian hàng, đủ nhiều gian hàng bán đủ thứ để trang trí cho căn nhà của mình. Từ đèn lồng nè đến những cái bức tranh rồi những tấm liễn treo, tất cả đều cầu mong tài lộc và vạn sự như ý đến cho gia đình mình. Cho nên mình đến mình mua, mình lựa chọn để về trang trí rồi mua sắm để cho gia đình mình đón một mùa xuân đầy đủ hạnh phúc nha cả nhà ha. Đây thì cũng thấy bán đồ mỹ phẩm nè, rồi đồ quần áo may sẵn, ba lô túi sách. Khu thực phẩm thì ở dưới kia nha cả nhà, mình đi thêm một vòng nữa mình mới xuống khu thực phẩm nha. Ba lô túi sách rồi giày dép nữa nè. Chợ về cuối năm thấy ham qua bán đủ thứ hết trơn luôn. Nhưng có lẽ Kim đến đây cũng trễ hay sao á, mình ở xa mình về đây cũng trễ cho nên là thấy bà con cũng đi chợ về thưa thớt rồi, đi chợ về bớt hết rồi nè. Chợ khá là rộng. Đây, mình đi một hồi thì mình cũng đến được khu chợ thực phẩm nè. Thì đây thì bán thịt heo nè ha.
gian hàng bán gia vị các loại, thơm ngon quá cả nhà ơi. Gia vị đủ thứ hết trơn nè, con mình coi thiếu gì nữa mình cũng mua nè. Mình đi chút xíu nữa đó, gia vị liền kề để hết trơn luôn nè. Dạo này bán được không cô? Dạ phải này còn tết rồi đâu lên giá đó, lên nhiều không cô? Đã đỡ. Dạ mọi thứ lên chút chút đi cô ha. Trời ơi nè, cô bán hai loại tỏi nè, cái này là tỏi của mình hả cô ha? Tỏi Hà Nội, tỏi mình nè, còn này là của Trung Quốc nè. Vô cãi được, con mua cái gì con cần con mua rồi, thành ra cái chút chút rồi cho nên không ủng hộ cô. Thôi con đi nha cô. Dạ đó, một dãy ở đây thì là bán gia vị không nha cả nhà, đủ thứ hết trơn nè. Đó thấy mê không, mình cũng mua một hộp ấy rồi. Đây là cô bán bún với bánh hỏi nè, có bánh hỏi xanh nữa nè cả nhà. Đó bánh hỏi có hai thứ ha cô ha, vừa trắng vừa xanh. Rồi, ngon quá. Bún nữa nè, mấy bữa thì vừa ăn rồi. Hôm bữa con làm bún mắm á, dạ con thành ra mới ăn. Rồi, con lại đi nữa nha, không mua gì hết. Mình về đây thì mình hồi nãy mua ở bên kia rồi, cho nên bên đây mình cũng muốn mua được cái gì ủng hộ bà con hết trơn nè. Bánh tráng rồi bánh hỏi. Ở trong nhà lòng mình bước ra thì mình thấy à chèn ơi, cô bán đủ thứ hết trơn nè. À, có củ nghệ bún. Nghệ bún, nghệ gừng gì đủ thứ hết trơn luôn nha. Đó nghệ bún thì mình nấu bún ngon lắm cả nhà, nấu bún cá là phải có nghệ bún này mới được nha. Mà chỉ đặc biệt thì ở miền Tây mình có thôi, chứ còn ở như vùng miền khác, như vùng miền Trung hay miền Bắc thì không có cái loại nghệ bún này. Mà nói đến tên nghệ bún thì là bà con mình cũng nghe xa lạ. Nhưng ở miền Tây mình thì là ngải bún mà nấu bún rất là ngon. Dạ. Quay rồi. Đi qua đây con cho về cái bánh thử nè. Vụ mày nào nó đi mua tôi biết chưa. Chanh. Cô ơi chanh như vậy cô? Nay lên vậy hả cô ha? Không cỡ gì mà. Dạ không, con chưa mua đâu, mẹ mua rồi. Dạ. Con ơi quay phim con đăng tivi cho bà con mình coi, coi thấy chợ chợ này chợ kia rồi xa quê xem vậy đó, đỡ nhớ nhà vậy đó. Ở đâu đi quay nhà? Con ở chợ mới. Dạ. Cũng An Giang mình. Dạ. Thôi con đi nghe. Bánh với chè trội làm khéo quá trời luôn ha. Làm đẹp quá. Rồi chuối sáp nè. Cái nhìn thấy những bộ quần áo may sẵn Tết đẹp đó, rực rỡ cái nhà đủ màu sắc. Dạ đúng rồi. Dạ cũng thì cũng cuối năm rồi, cũng đến ghi chợ nhộn nhịp ngày cuối năm cho bà con xem hàng quá nhiều rồi vậy đó, vậy chuẩn bị để rồi mua đón Tết. Ấm áp miền Tây. Ấm áp miền Tây ha. Dạ ấm áp miền Tây. Anh cái này nhiêu cái vậy anh? Cái này là 10 ngàn rồi chị. Dạ. Đóng luôn. Cái này là đóng. Chải là tay và chân đây 10 ngàn. À, hai mẫu hả? Hai mẫu luôn, mẫu này luôn. Cái này sao mày cứng vậy ta? Nó có hồng, có nó mềm. Cái nhà mình mềm lắm. Cái đó mềm lắm. Ở đó mình cũng có xài rồi mềm. Có mấy cái này mình cứng nè. Cái này là chị xài được bao ba. Chải em lắm. Nói chung là có là mềm. Lấy cái màu hồng đi. Màu này nó sáng cho dễ thấy chứ để em thôi cái rớt cái không thấy để quay, trong kẹt cái không thấy quay đúng lên. Rồi quay nồi vàng rồi nè, đường tây nè. Mình có cái đồ mài khoai mì không? Không, khoai mì đây không có, cái này không có lấy. Đây luôn đi ha. Ừ, để
phở cho nó gọn mà. Chị này chị kia quay. Đây ông anh bán à, cái này cũng giống như là hàng sale ha anh ha. Dạ. Thôi cảm ơn anh, mình đi nữa nha. Đó quần áo Tết nha cả nhà ơi, mấy chị em ơi tới mua để ủng hộ rồi mình lựa chọn những bộ đẹp mình diện ngày Tết nha. Ôi ôi có cái bộ đỏ dễ thương không? Đây nè. Cái bộ đỏ tươi rối luôn, đẹp quá trời luôn nè. Đó bà con mình mặc ai mà da trắng mặc cái bộ đỏ này đẹp. Đẹp quá à. Thôi mình đi xuống khu thực phẩm cả nhà ơi. Hôm nay thì chợ cuối năm ở Thoại Sơn nè, thì bà con mình người mua người bán cũng đông vui nhộn nhịp quá nè. Ở khu thực phẩm thì đông ha, còn mấy khu mà mỹ phẩm hay là ba lô túi xách giày dép thì cũng còn vắng chút xíu. Bởi vì những mặt hàng đó thì bà con mình đến Tết, gần Tết thì mới mua sắm gì mạnh hơn. Còn thực phẩm thì ngày nào cũng phải mua thì ngày nào cũng đông hết trơn á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người mua chứ. Thì người nào đây nè, anh bán hết rồi, còn hết hai rổ rồi nè, đó còn có rổ. Đó giờ con rổ mà chưa bán được hồng nào. Chưa hấu một giỏ bán được con trai một. Cô lập xưởng bán sao vậy cô? 104 kg đó chị. Lập xưởng lúc này đang lên giá. Lên giá rồi nè. Giá bán bình thường giá chê bán tuần lễ chắc đem về chắc chắc làm mắm luôn á, làm khô luôn á. Không có còn sống rồi đem về cộng lại rồi mới đem bán nữa, bán hoài vậy đó. Rồi cứ vậy rồi ốm sao, cá ốm sao anh sao bán? Về bỏ hồi cho ăn. Nói vậy bỏ vậy thiệt á. Làm em cũng tính thiệt. Chê bán tuần lễ luôn, chứ không bán tàu trái thì chưa được chút nào kìa. Chưa được chút nào đó. Ấy chết bộ, sao bún lên trời. Chưa, không có đổ, không có đổ. Cứ nói vậy hoài. Thì bây giờ bán chưa được phải không? Bây giờ la lên hạ giá vậy đó. Làm bà con lại muốn hộ đi nha. Gửi ra đèn. Cảm dạ. Ủng hộ chỗ chút đi ha. Dạ. Ta đi giờ. Không phải là người ta không mua nhưng mà giờ là tiền nó eo lắm. Dạ đúng rồi, mua thì bà con mình cũng muốn mua. Chợ ta hạn chế ta mua lắm. Dạ đúng rồi. Dạ năm nay Tết 13 tháng mà. Nhưng mà bán cái gì cũng có bữa nay mùng 2 Tết nè mà họ không ở nhà chúc mừng năm mới mà uống cái ly cà phê ở ngoài đường vậy là chịu nổi không? Bởi vậy á, em đi quay á cũng nói đáng lẽ là mình bữa nay là chờ đón giao thừa rồi nè, mà nói là mấy bữa trước á. Nên uống cà phê á thì nó đỡ. Bây giờ uống rượu ra thôi thôi thì 7 triệu nữa. Đúng rồi, bây giờ ấy đang chiến dịch đó. Ở trong đường nhỏ cũng có để mà thổi nồng độ cồn nữa đó, bởi vậy mấy bác đi ra đường mấy bác cẩn thận giùm nha. Đi bộ không à? Đi bộ không? Thôi em cảm ơn mấy huynh nha, em đi thêm cảm ơn nha, em đi nha. Dạ. Bye bye. Dạ. Đây là chợ Thoại Sơn, khu vực thực phẩm nha cô chú anh chị, cá tôm đồ nè. Rất là nhiều. Như thôi mình lại trở ra đầu kia nha. Còn khô lưỡi trâu thì bữa nay bao nhiêu chị? 7 là cá lớn, còn cá hơi vừa đó là tính trăm ba. Dạ. Bán nó thiệt đó. Rồi khô cá lóc mình rồi có ấy không? Cá lóc kia hai cá cũng hết ngon rồi. Không thì nói chuyện mà là thời điểm bây giờ cá ngon đấy, hay là 250 ngàn một ký khô cá lóc ngon. Nhưng mà cá ở đây hết ngon rồi, cái nào đó thiệt. Nó ngon là tại vì cá bự với lại nó lạc hay sao cô? Không phải, cái nào này chắc là mình làm ra xong rồi con cá này nó bị mệt mệt máu gì, nó bị đỏ gì này kỳ á. Dạ, cho nên nhìn thấy không thấy không ngon. Dạ. Vậy người ta bán đằng nào quấy người ta đem ra người ta để luôn cho bà con thấy người ta mua không hả? Bán chậm. À. Giờ ở trong kinh không à? Dạ. Người ta quấy là mình đưa. Dạ. Giờ chúng tôi là bán đó, không phải chợ chứ phải khó ở nhà luôn. Dạ. Thôi em đi nha. Dạ. Thôi bởi vậy mang ra chợ bán không được không mang về. Thôi nãy giờ mình cũng đi lòng vòng chợ Thoại Sơn, đưa bà con mình xem chợ diễn ra vào cuối năm. Người mua người bán em thấy cũng rất là đông vui, nhưng mà gian hàng nào bán được thì được, còn gian hàng nào vắng thì cũng vắng đó cả nhà. Cho nên mình cũng chỉ biết ghi hình rồi chia sẻ cho bà con mình xem vậy thôi, chứ mình cũng không có biết nói sao nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chợ Thoại Sơn mình cũng rộng lớn lắm nha cả nhà. Khu thực phẩm cá tôm thì rất là rộng luôn. Hồi nãy mình đi đầu kia, bây giờ mình quay lại đầu này. Làm sẵn gà vịt nè chị, gà vịt cánh gà đầu vịt rồi nè, cánh gà giò gà gì vịt ở đây vịt rẻ rồi, cái 600.000 à. Dạ. Đó, à nãy giờ mình đi hết khu thực phẩm bán cá rồi ha, khu cá rồi, bây giờ mình qua bên cái khu rau củ đó. Nói về chợ miền Tây mình thì khỏi phải chê nha cả nhà, cá tôm rồi rau cải đồ rất là ngon. Chị con rau gì chị ơi? Dạ không, ở nhà còn rau. Cái này rau sầu đâu nè, rau sầu đâu bông à, bắp non nè ha, củ kiệu nè ha, dạ, đủ hết trơn, đủ hết trơn. Ghé gian hàng cái sắm à, thí dụ nhà mà có việc gì hay có công chuyện ha, có đám tiệc ha, làm sẵn hết đó, bởi vậy con nói sẵn hết trơn à. Bây giờ là coi như là khách hàng nhu cầu cái gì là có đó làm hết trơn, bởi vậy sướng ăn cầu hang. Giờ mua về khỏi có mần, bởi hồi xưa á thì mua về phải ngồi phải lặt phải sắt phải rửa phải làm, cho nên đám tiệc mình phải người ta tới người ta tiếp rồi đông ha. Còn bây giờ cái gì cũng làm sẵn hết, sẵn cái về cái rửa à, mình đi rửa thôi. Dạ. Nhiều khi mấy cô cái trẻ giờ đó kêu mà gọt cái khớp hay là cọng rau thì ta còn không biết lặt nữa, tại vì làm sẵn hết. Dạ, làm sẵn hết trơn rồi, nhất là gà vịt đó. Thời hồi xưa mà làm dâu á, vậy mà bắt nước mà làm gà làm vịt á, trời ngồi nhổ ứ hự. Còn bây giờ dạ dạ chào cô. À, mình không năm nay 13 là bây giờ là mùng 2 Tết hả cô ha, là chúc nhau là năm mới phát tài rồi cô ha. Dạ, nhưng thôi kệ đi, còn hai mấy ngày nữa cũng chúc sao đó cô ha, từ từ chúc sao. Dạ, bởi nếu không nhận thì bữa nay là mùng 2 mùng 3 Tết rồi. Nay mùng 2 rồi. Dạ, bởi hôm bữa 30 á là chúc nhau chúc mừng năm mới. Hôm bữa 30 con đi con quay á, cái con mới nói nếu mà không nhận 13 tháng thì bữa nay là mình chuẩn bị đón giao thừa. Đó rồi nay mùng 2 đó. Tại bữa con quay chợ Lấp Giò đó, cái con nói vậy đó. Ai cũng vậy. Dạ. Thôi kệ, năm nhường thì mình cũng phải chịu theo. Dạ. Nè, tiền góp nè. Thôi con cảm ơn cô nha, con chúc cô nhiều sức khỏe, buôn may bán đắt hay cô ha. Dạ. Cô dạ. Trên cái đường của mình quay phim rồi nè, đạt được nhiều tiêu chuẩn nha. Dạ, được, con cảm ơn cô ha. Rồi thôi, sẵn đây ta bắt tay cho nhiều chút. Dạ trời ơi, cô tâm lý quá, con cảm ơn cô nha. Dạ. Thôi thì tiện dịp hôm nay con về chợ Thoại Sơn mình, con ghi hình chia sẻ cho bà con mình xem chợ quê nhà. Thì thôi con cũng Tết thì con không trở lại nữa, thì thôi sẵn dịp đây thì con cũng chúc cô thì năm mới thật dồi dào sức khỏe, rồi cũng làm ăn phát tài hơn năm cũ ha cô ha. Dạ, rồi cảm ơn. Dạ, con cảm ơn cô, con đi nha. Dạ. Gian hàng rau củ của cô bán đủ thứ nha cả nhà, củ dền, khoai tây gì, mình mua đồ nấu canh súp là ghé cô, cái gì cũng có hết trơn mà cô làm sẵn hết trơn nè. Đó, hủ qua cô cũng bào sẵn nè, rồi đậu que cũng lặt, rồi bắp từ kiểu gì là mình mua về mình rửa thôi, mình rửa muối lại rồi là mình nấu thôi. Rồi con cảm ơn nha cô. Dạ. Đó, chanh rồi cô bán đủ thứ hết. Rau nữa. Đó, chợ Thoại Sơn mình đó cả nhà. Bà con buôn bán hàng quá rất là ngon mà lại vui vẻ dễ thương quá cả nhà ha. Thường thì bà con ở miền Tây mình vậy đó, gian hàng nào bán cũng ngon hết trơn. Phía trong nhà lồng thì mình cũng thấy có vài gian hàng rau củ nè. Đa số thì bà con mình thích ngồi bán ở ngoài hơn, vừa sáng mà lại vừa tiện cho bà con chạy xe đi ngang mua. Chứ theo như Kim thấy mình đi chợ mà mình chạy xe mình mua vậy khó mua lắm cả nhà. Mình nên gửi xe đi, cái mình đi mua mình lựa chọn, mình tung tăng lựa chọn rồi nó dễ hơn. Cô bán đồ ngon thôi.
Bây giờ thì có kiểu rồi nè cả nhà, nhầm bây giờ mình mua kiểu về mình làm Tết là được rồi nè. Cà rốt, kem mòn, rồi chua luôn, giá giờ sao giờ, tôi lấy hết mẻ luôn vậy á. Lấy kia này, tay này kia, lấy hết. Đây, kia lấy cho con chiều. Lấy bò thì nãy giờ Ấm Áp Miền Tây cũng đưa bà con mình tham quan hết chợ Thoại Sơn rồi ha. Từng khu về cuối năm hàng hóa rất là nhiều, rất ngon, rồi bà con mình cũng đi chợ đông đúc mua sắm. Dạ thôi thì đến đây thôi, đi ra ngoài này nữa thì chắc Kim cũng xin dừng máy của mình nè. Dạ, nhiều trái vậy cô? Mấy trái con? Con lấy một trái cho ăn à? Dạ, cô lựa cho con cái nào mềm mềm á. Dạ vậy đó. Dạ con trời con chưa ăn giờ, về nhà ngồi đó cô, cái bình tĩnh ăn nó mới thấy ngon. Còn đi dọc đường vừa đi vừa ăn này không có thấy ngon cái gì hết trơn. Dạ lúc này mình bán đỡ không cô? Dạ bán bữa cũng kiếm 50 chục. Dạ khi 40-50 chục tùy ra bắp tốt bắp xấu. Dạ với lại tùy theo ha, kệ vậy cũng có tiền xài hết cô ha. Khỏi dạ chứ khỏi có ở nhà mình khỏi làm phiền ai hết cô ha, mình kiếm tiền mình xài ên ha. Mình kiếm tiền xài vậy cũng được rồi, mỗi nhà buồn vậy hả cô? Trời đất. Dạ thôi con cảm ơn cô nha, con cũng đi chút xíu nữa. Thôi thì đến đây thôi ha. Kim cũng xin tạm dừng video của mình nha. Đó cảm ơn cả nhà suốt thời gian qua đã luôn yêu mến, đồng hành và ủng hộ kênh Ấm Áp Miền Tây ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình vào những video sau nha. Xin chúc tất cả bà con mình ngày mới thật vui, thật an lành trong cuộc sống ạ. Và đặc biệt buôn may bán đắt nha, về cuối năm này ha. Làm ăn sang năm mới phát tài phát lộc ha cả nhà ha. Nếu như mà mình không ăn Tết 13 tháng năm nay không dừng thì bây giờ hôm nay là mình là mùng 2 Tết rồi đó cả nhà. Thôi thì còn hai mấy ngày nữa thì cũng đến Tết rồi, đến Tết nguyên đán của Việt Nam mình rồi. Thì thôi thì cũng năm hết Tết đến rồi, Kim cũng xin chúc tất cả bà con mình thật nhiều sức khỏe, ăn khang thịnh vượng, vạn sự như ý, đặc biệt buôn may bán đắt, phát tài phát lộc nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.